Tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Australia năm 2024, Vietjet đã công bố đường bay mới kết nối Melbourne, Australia với thủ đô Hà Nội, Việt Nam, đáp ứng nhu cầu di chuyển giữa hai thành phố trung tâm hàng đầu của hai nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ hiến bang Victoria, bà Jacinta Anlan, cùng lãnh đạo cấp cao hai nước đã chúc mừng và chào đón đường bay mới của Vietjet ngay tại sự kiện này nhân chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Đường bay kết nối thủ đô Hà Nội của Việt Nam với Melbourne, thủ phủ bang Victoria, thành phố lớn nhất của Australia, sẽ khai trương từ ngày 3 tháng 6 năm 2024 với hai chuyến khứ hồi mỗi tuần, thời gian bay khoảng 10 tiếng. Các chuyến bay từ Hà Nội đi Melbourne sẽ khởi hành vào các ngày thứ 2, thứ 6 hàng tuần lúc 17 giờ 10 phút giờ địa phương. Các chuyến bay từ Melbourne đi Hà Nội sẽ khởi hành vào các ngày thứ 3 và thứ 7 lúc 7 giờ 30 phút giờ địa phương đường bay mới sẽ mang tới cho người dân và du khách cơ hội di chuyển thuận tiện dễ dàng giữa hai thành phố hai quốc gia hai châu lục